rắn nướng cà pịa đấy mọi người. Đấy. Không lấy pịa luôn. Cái nào đừng kẹt lào màu. Chua trê này. Mời mọi người à. Cá chách, cá chách sống nha đây. Đấy. Mời mọi người nhá. Hello chào mọi người nhá. Này anh em mình đang nhóm lửa nướng nướng măng, nướng cá với mọi người. Đây là rắn rắn gì đây? Không biết rắn gì luôn. Đợt này cái lâu thế này bao nhiêu tháng thế này. Đấy, măng nướng của anh em mình đây mọi người. Chào mọi người nha. Nướng rắn. Mình sẽ nướng rắn. Rắn này ăn cả pịa luôn nha mọi người nhá. Không lấy gì hết. Quen lại chăm chéo rồi. Bụng bèo hết chạy cái bụng 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 bụng. Đấy, nhìn sự, rất là hợp. Sự cây ra đây chọc. Cập bùi phèm và chọc là. Vừa rồi. Đi có bỏ cái sợi chọc bày từ một cái này. Còn hoa chuối này tí nữa. Anh em mình sẽ làm món cá sông. Cá nhảy. Cá nhảy. Với kiến vàng. Kiến vàng đây. Đây gọi là cá thối. Cá thối phò. Cá thối. Với chằm chéo. Hôm nay bắt được mấy con cá chách. Đấy mọi người. Cá kẹp cái đít ra đà là. Đi rừng không sợ. Không sợ đói mọi người á, không sợ bị chết đói nhá. Tại vì trong rừng rất là nhiều đồ ăn. Thế nào hả Vinh Râu? Ngon hả? Đấy, cá sống đấy mọi người, cá cua, cá tôm, tép, đủ thứ. Đấy mọi người, cá sống đấy mọi người. Bây giờ mình thử muối mì. Trong đây có đây, cá chách. Bây giờ mình sẽ thử muối mì mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Rất là dai. Quá ok mọi người. Ngon lắm mọi người. Chắc tôm đập bày là ngon. Đây có cả cua luôn. Cua hoàng đệ. Cua hoàng đệ. Cua hoàng đệ. Cua hoàng đệ. Cua hoàng
đầy đủ loại luôn. Tức là đây, cá nướng sắp chín rồi mọi người nhá. Đây. Còn rắn đâu rồi? Để quay con rắn cho mọi người xem. À, anh em mình ở đây không biết là rắn gì luôn. Rắn hổ mang chua. Rất là tuyệt vời. Để bắt đầu ăn cơm mọi người nhá. Mời tất cả mọi người ăn cơm với anh em mình. Anh em. Đây cá. Cá chách. Chấm chấm chéo. Đọc xem ạ. Đúng là rượu ngon. Mà ăn tàu lên cơ. Đâu là lên thế này nữa. Nghe là chụp bằng tiểu được mày. Bỏ ra cái tàng. Đấy, cá sống này mọi. Nhờ tớ mộng nhé cục vào. Ừ. Tớ mộng như thế. Mộng nhờ. Cục vào. Quá tuyệt vời. Chấm chéo này. Chấm chéo. Tớ mộng như thế. Tớ mộng như thế. Như nào mậu nên ta đừng bỏ mình khỏi. Không được đâu. Chúng ta bỏ ai để tôn sàng nữa. Dựa. Đây cua sống đây mọi người. Cua sống cua chặt. Cua sống chấm chéo. Sao lại đi lại. Đây mời mọi người nha. Không hiểu, nó xa này. Giòn. Rất là giòn. Có mùi vị chấm chéo. Siêu ngậy. Càng không nhỉ. Rất to. À, to quá. Sao chỗ anh nó kiểu quá tuyệt vời. Quá. Sắc quỷ mưa ngon, sắc quỷ hoa. Sợ lọc cho tôi. À. Ở mấy tí sắp thì mà nhiệt nghe nó nó dục lật mà. Ăn khăn. Thế là. Đây rắn nướng. Rắn nướng cà pịa đấy mọi người. Đấy. Con kẻ. Không lấy pịa luôn. Có hay nào đực cật lào màu. Chú à trê. Ăn cà pịa. Không biết tình tẹp là nó lào. Bồi cũng thật là băng rồi. Thầm nó gặp nó lưu à nó. Mà là. Con thân đeo nằm nó lào phô bay. Liền bít là. Thôi là. Thật thông mà nhạn. Nó kê là hắn rồi này. À kê là hắn rồi. Về cho anh. Chẳng chắc thở. Vậy. Nhập tất là. Tôi nhập một mạch đi. Tôi bởi cái tủng bẻ vậy. Ai thưởng bằng. Tay. Chẳng chắc nhập tôi bắn lên từng lù. Mấy người ta không biết là. Đoàn bè tôi ăn được. Rồi bắt lại là tất là.
Đấy. Ăn cả pịa luôn này. Rắn này không biết rắn độc hay không nữa. Gặp anh em mình là mất mạng. Cái này chắc giả rồi không nhỉ? Rất là dài luôn. Cơm chấm chảo bèm ngon. Nó cồn lực luôn. Thế nào? Giòn giòn. Vừa giòn vừa cứng. Cứng nhưng đại. Măng đây mọi người. Măng nương đây. Băng quả. Ngon. Ngon. Đây mọi người đồng hồ chỗ ạ. Đây. Ta lòng lâu chỉ hiện bài là một đọc bằng. Chỉ bằng hồ quả. Là này. Như là bếch nào là chậm. Đây, cá sông đây mọi người. Cá chách sông nha đây. Đấy. Mời mọi người nha. Rất là dài. Mấy tờ được đã. Ngon lắm mà. Lá rừng. Lá to lá. Ngon. Cắt cho nó to lên. Đấy mọi người. Đây là cá thối. Cá thối anh em mình nhặt dưới suối đây mọi người. Mình phò với chầm chéo. Ba mạch thầy mơ cảm thầy mơ luật. Thì cho anh em xem đây. Mở cho xong, làm cọc cho xong. Tìm cho xong. Cái bẩn cụ cậu. Mới là nồng nữa. Cái này sẽ... Cá này gọi là... cá này là anh em mình thấy nó chết dưới suối mọi người nhá. Không phải cá sống. Cô này. Cô xài rạch này. Ngô xài mãi. Hết năng là năng. Nằm biển. Ê. Mọi người thấy không? Ôi ạp là. Cá thối. Siêu ngậy. Siêu ngon. Bây giờ mình sẽ thử mọi người nhé. Mình tìm băng cả. Mình tìm. Băng cụ cũng được. Một lúc rồi. Một mẹ rồi. Mẹ cứ nhập lại một lại. Chấm chéo. Làm được chấm được cá. Cá thối. Phò với chấm chéo. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm mùi. Nó có mùi thối. Với mùi chấm chéo. Mùi thối lắm là một bật đắng. Ngon lắm mùi. Nói về cá thì cá thối thì càng thối càng ngon, càng thích ăn. Hết chê luôn. Nghèo liệu này.
bò hay lắm. Này thế nhỉ, lo thế luôn. Bây giờ mình xin phép dừng video tại đây mọi người nhá. Nếu mọi người xem video thì mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá.